chỉ vì số tiền 750 triệu đồng mỗi năm. Con trai sống cùng xác mẹ suốt 6 năm liền. Cụ thể vào 6 năm trước, bà Hega qua đời ở tuổi 86 nhưng không một ai biết. Trong suốt thời gian đó, không một ai liên lạc được với bà, kể cả bà con, dòng họ hay bạn bè. Hóa ra, người con trai 60 tuổi đã giữ xác bà trong nhà và nói dối với hàng xóm rằng mẹ của mình đã trở về quê ở Đức để sinh sống. Một ngày nọ, khi kiểm tra hồ sơ của bà Hega, thì cảnh sát phát hiện nhiều điều đáng nghi ngờ. Một người phụ nữ đã lớn tuổi, vậy mà suốt 6 năm không hề sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, kể cả trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành. Sau đó, vào ngày 25 tháng 5, trong lúc người con trai của bà không có ở nhà, đội cảnh sát và lính cứu hỏa đã tiến vào căn hộ của bà Hega ở phía bắc Italia để điều tra và phát hiện một sự thật chấn động. Trong nhà có một chiếc túi đựng thi thể người và được khóa kín trên giường. Bên trong chính là xác của bà Hega và đang trong tình trạng phân hủy nặng. Theo thông tin từ địa phương, con trai bà Hega nhận 30.000 euro, tức hơn 750 triệu đồng mỗi năm, nghĩa là 6 năm sống cùng với xác của mẹ. Anh ta kiếm được gần 5 tỷ đồng. Sau khi vụ việc được phanh phui, vì cảm thấy tội lỗi với hành động của mình, người đàn ông này đã ra đầu thú với cảnh sát. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Dù sao thì cha mẹ của chúng ta vẫn là người có công lao sinh thành dưỡng dục. Vậy mà người đàn ông này vì tiền mà nhẫn tâm giữ thi thể của mẹ mình trong suốt 6 năm để kiếm tiền trên thân xác của bà thì thật quá đáng trách phải không? Các bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!